Gọi ra nghe không biết là làm cách nào hơn để cho nó ngon anh em. Mình ra nghe thì cũng là kiếm được rất nhiều. Ngày nào thì cũng xào cà chua với tỏi ngổ. Chưa biết làm cách nào cho nó ngon hơn anh em góp ý tí nhá. Đó. Suốt ngày chỉ cà chua tỏi ngổ thôi. Hoặc là nấu tí xào tí rau cần ăn nhiều cũng chán, chưa biết làm cách nào để cho nó ngon hơn, anh em comment cho mình tí xem nhé. Xem da ngé và da bò đấy thì làm cách nào ngoài ra nữa, suốt ngày tỏi ngủ. Đây suốt ngày là tỏi ngủ cà chua này đó. Đây hôm nay mình làm nó cái vi đéo này vì da nghé ở nhà mình rất là nhiều, anh em bạn bè giết cho nên là họ bán này mình mua với giá rẻ thì thịt thì cũng ăn, còn da thì rất nhiều thì mình cũng xào đủ tỏi ngổ này đấy và cà chua xào nhiều rồi, rau cần mình xào rồi, rau muống mình xào rồi thì hôm nay mình làm cái video này lên anh em comment bên dưới xem là làm kiểu gì cho ngon hơn nữa nhé. Suốt ngày anh em tính đây này, lọc tỏi ngủ cà chua đây, ngày nào cũng vậy, rồi tí rau cần, xem các nơi khác các bạn xào như thế nào. Này cũng là hai người ăn cho mình xào ít. Đó tí nữa nhiều người gà chưa chua mình cho cái cho ra vào. Đây anh em nhìn này. Đó. Độc da nhá ngon luôn cả gân anh em nhé. Chưa biết làm kiểu gì để cho nó ngon hơn nữa. Cắt lên. Cắt lên nó mặn lại cho ít thôi. Mình chính thế, mình chính nó cũng là có vị mặn nghé này là nghé rất non luôn ấy. Cái này mình xào nó nhanh thôi. Tí là chín rồi. Đây anh em ơi. Đấy. Tí đã chín rồi nhé. Giá nghé non thôi ạ. À, cũng như thường lệ này. Thì mình cũng ngổ. Đó. Rồi
cho tí hạt tiêu, cho tí tiêu bắt vào cho bò nó có tí tiêu nó thơm đó. Vậy là tí nữa là ra là cũng đã được vài chén vitamin go go đó. Tắt bếp để cho rau ngủ nó khỏi ấy, vì nó khô quá mình phải cho vào rồi mình phải cho thêm tí nước vào anh em đấy. Vậy là vừa chín rất đẹp ngon lành này đó. Anh em chia sẻ kinh nghiệm cho mình nhé, xem xào một cách nào thì ngon hơn đó. Xin chào anh em nhé.